Ok, bonsoir, ça va? Allô? Bonsoir, ma chère. Ah bien, merci. Et vous? Moi aussi, très bien. Donc, comme on a parlé déjà, on travaille déjà sur l'hébergement, les chambres d'hôtes. Donc, aujourd'hui, on travaille sur le document B, hein? Vous avez Internet, ça? OK. Donc, compréhension écrite. Hein? Thierry, tu lis, s'il te plaît. Tu lis le mail. De Michel, Ah, tu lis juste à commencer. Pas ça. Hein? Bonjour. bonjour, mon mari et moi venons de réserver une chambre double dans votre maison du 23 au 30 octobre sur le site www.meilleur séjour.com. Nous Nous avons quelques questions. Nous avons quelques questions. Est-ce qu'il y a un parking et une machine à laver chez vous? Est-ce qu'il y a le wifi dans les chambres? Merci beaucoup et à très bientôt. Cordialement, Bouchra Boucha Nanip. Nahib. Oui. Ok, merci. Dina, relisez. Bonjour. Bonjour, mon mari et moi venons de réserver une chambre double dans votre maison du 23. 23 ou 30 octobre sur le site www.meilleur Meilleur Meilleur séjour. séjour.com. Nous avons quelques questions. Est-ce qu'il y a un parking, un parking Parking. et un parking et une machine à laver chez vous Laver, à laver. à laver chez vous et est-ce qu'il y Est-ce a qu'il y a? le est-ce qu'il y a Non, à le est-ce qu'il y a, non, est-ce qu'il y a? est-ce qu'il y a à le wifi dans la chambre. Merci beaucoup et à très bientôt. Cordialement. Cordialement, vous serez Bouchra naïf. Nahib. Bon. Naïf. Oui, ma Très chère. bien. Alors, vous lisez ça et vous répondez aux questions 1, OK? Mélie, tu lis la question 1. Oui, monsieur. Ah, on demandait des informations. Non, non, non. Qui écrit? Qui écrit à quoi? À qui? À qui? De? De la personne écrit pour demander les demander demander des informations.
payer la réservation de la chambre. C'est réserver la chambre. Mm-hmm. Très bien. OK, je vous laisse 5 minutes. Je peux tomber après midi. Je vais vous répondre à la question 1 et 2. OK? Thomas? Oui, monsieur. Fini. Fini. Alors, oui, monsieur. Alors, qui écrit? Qui écrit à qui? C'est qui écrit? Bouchra Nahib, monsieur. Très bien, Bouchra Nahib. Et à qui? Hein? À qui?
Đức chi mà cha và tốt mà sợ. Mais c'est qui le nom du mot? Mahi. C'est qui? De say it again. Your mama. Say it again. Clara et Jacques. Clara et Jacques. Nè. Can you... Attends. Nè. Can you... 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 Clara et Jacques, c'est parce que la chambre est plus confortable, né? Maintenant, làm sư bạch chàng này được tích. Nì, mà càng khổ mẹ, còn nè bộ pro nâng còn dễ ta, je ne sais pas, on peut envoyer un mail pour demander des attends, bằng nè, des précisions. Okay. Pour demander des précisions. Tiens, nest qu'un code chez Clara et Jacques. Tiens, quand bien mettre Clara et Jacques dans un. Ok. Nee. Tiens, soit la personne écrit, pardon, Bouchra Nahib écrit à Clara. Claire et Clara et Jacques. Et Jacques. Ok. Bon. Nếu mà có dân ta toàn đi dự toàn ở lươn đi bên ngày thế nào sao nhưng tập ta thôi xung lộ thì mua thì dân ạ bờ à đi bàn toàn á hay bờ sân chuyện ở miền đi ở toàn á xù á bon. Alors question de la personne écrit pour demander des informations. Payer la réservation, record réserver la chambre. Réserver la chambre. Réserver la chambre. Oui, monsieur. Mon mari et moi venons de réserver une chambre double. Ça va, venons de réserver une chambre double. Your client, hein? Clean nó được con trong xe về nó con thôi càng gì ấy bắt tục nâng phi mà sợ nó no, no, mình thôi cái reserve mình làm booking nhé sợ ok mà sợ đây nè có tư tài sợ để xe lại đi mất vơi nè de plus infinitif. Chama venir de plus chứ mùi nằm verb infinitif. Nè, cứ bằng chạy bí scam hiếp đá. Tớp tay còn lòng phót. Nè, đôi chứ thuộc riêng hay. Nè, chứ mê tha phút qua từng bí nè, nè, Mari, mong Mari, ai nằm mò. Nè, có thầy đầy quả nâng. Venons de réserver une chambre chúng tôi đã có hai tê. Chúng tôi đã là personne écrit pour réserver la chambre. C'est très hot. Oui ou non? Non, monsieur. Non, monsieur. Non.
Ok, non. Xin nhiều mời tỏ tiệt. Dans votre maison, est-ce que tu as payé la réservation? Payé la réservation? Mais là, il y a puis tu as payé la réservation. Non, monsieur. Ok. Xin nhiều mời demander des informations. Kleina la petite a demandé la des informations Mena. Oui monsieur. Kleina, quelle phrase? Đức chưa Kleina đã ôi thử chung website monsieur. Kleina, Kleina là con nè, là con mail nè. C'est quelle phrase? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons quelques questions. Mais tu as quoi bien ce mot? Tu as quoi bien ce mot? Que tu as demandé des informations? Tu as demandé que tu as demandé. Tu as demandé que tu as demandé. Tu as écrit. Le mail pour demander des informations. Ça va? Clé là, nè. Hey, quand t'as comme mis ce mot? Hey, man, quand ça? Bon. Tiens, la bonne réponse est A, là. C'est A. OK? Bon, on passe à vocabulaire. OK? Trois, Sophia, tu lis. Question 3. Oui, monsieur. 3. Bouchra. Bouchra. Bouchra et son mari veulent avoir accès à quel service? Ok, très bien. Allez. Bouchra et son mari veulent avoir assez anglais de qualité. Quand moi ça moi bien ça. Bon, avoir assez à quel service? Jeng yeung khoi service chi rup piep na. Jeng yeung meur ta chmuoy vi service muoy na dai kwat chong ban na. Mơ mơ. Muoy na. Wifi. Wifi, très bien. Wifi et parking, monsieur. Parking, en un. Wifi. Wifi, hai. Parking, hai. Machine à laver. Mùi nè. Tu bao, monsieur. Oui, quelle image? L'image 1, 2, 3, 4, 5. Bien, monsieur. L'image 2. Machine à laver, mais ça ne marche pas. OK. Oui, monsieur. Bon, question, mes amis. Non, monsieur. Les autres? Non? Oui, monsieur. Non, monsieur. OK. Bạn mình sẽ nói thế nhưng mà mơ lại đi. Pour écrire un mail formel, c'est un mail placard. C'est un mail placard, c'est un booking, c'est un sous, c'est un rôme chè lạc. C'est un mail mật phẹt. Chẳng cần bị phía từ mật phẹt, tại tổng càng như booking, càng như FCMC, tại tổng cầm hôn này chẳng tới. Nhưng cái mail formel này. OK. Nhưng chúng ta dừng khởi phá biệt bonjour, rồi còn madame, monsieur. Pardon. Trên này,
Chị tôi dương khi chập đám đòi pra biệt bốn, bốn rủ. Mà mình chẳng những pra biệt mà đàm. Và xin dương đăng ta ở nẹ tập tùl mê lên cư chìa sấy. Nà chìa sấy dương pra mà đàm á. Và xin chìm được bao nhiêu pra mà siêu mà. Nà. Ok, complete vi kỳ lá. Vi kỳ. Ok. Hai phải chọc máu. Gọt dài lời mong. Nè. Gọt dài lời mong thời tầm miên trên địch. Hả nắng á, thời tầm miên. Hai vi kỳ. Chia chia thủ tư à à khuôn pran mèl nâng á à cà đà nâng dương xe xe tư mạch khoa và tái là biệt xe mèl đôi xe dò bọt chắc nâ nâ đôi xe dò bọt chắc xe dò bọt nâ dương mình chun chồng buôn nè nè mà nè chứ nâ nâ đò mó bởi dương xe bài ở lì khất cái mùi thì họ nè nè chun group chun ai đom ai chun thì chun thì chẳng từ na nên là nè chẳng nè ai đi thả cả đá xây ấy là nó xây chẳng từ dễ dễ từ nè và tới đó đó trong đây mình chop nè zoom và dân gì bật máy zoom từ tour cả group peak nhom đây nó cũng phổi chẳng là nó chia 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 letter form chia chia à là biết từ say formal nè, là pizza dường nè, dường ai từ mơ bàn, search mơ từ nè pizza, cho bà pizza, con ông ngồi mà ta dường xong, từ say bắt đằng bắt đầu lấy muối, anh đang có vitamin lại đang đặt hàng cái dường này, bắt tới vậy pizza cứ dường tươi từ miến cọt dài lên móng, bà mình dường ở trong đã biến cọt dài lên móng tí dường đã biến avu của bạn đây, biến avu, nè, tại biến avu nó cứ dương đắng na vu dương pra chỉ mồi bị na 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 chỉ tôi dương pra chỉ mồi mình được mình nè na con nia con ông mẹ nữa bởi vì chỉ form mẹ lại na bởi vì chỉ form mẹ dương pra vu chỉ mồi mình được nè các bạn chỉ mồi mình được chia nè các bạn này chẳng những sẽ cái đây bắt chấp muốn bắt chấp email dương pra pì ní về bắt đam email dương pra pì ní pra mồi na các bạn này toàn này tặng ngọn sao á ok vui mình chưa bon c'est une question monsieur pichan nou trong mail pra mail te bonjour pichan ke pra tien monsieur ta ni ki ki pichan mai ka dang nhom khoeng chum chiet te sai mail mo nhom bon pichan pantai chum chiet anglai monsieur hay amrich ko da tien monsieur. Ờ, monsieur, cái này nó vẫn đang bung xuống monsieur, rồi có bung xuống mà đang bàn ạ. Bàn á. Chưa phải hai một tí. Chẳng thích nhé. Ok. Nói chẳng, sẽ phá hai ngày mới. Này, chỉ là biết mail đó. Chẳng không email, chỉ tôi tới à tìm mùi này, cứ chỉ cô bầm nọ, không gà tôi sẽ mẹ đôi dương khơi nhờ, dương khơi nhờ không cái này đi, nè. Cô bầm nọ nè, tôi sẽ nói. Chẳng cùng nóng ghế cứ lì xeo bí sử dụng vô thơ xóm đồ tờ. Khi chẳng cùng nóng quát quả tờ xe nâng cứ chẳng đăng bí sử dụng bí sử dụng xóm đồ tờ nâng. Đà dương phở chỉ chẳng có bán. Mà nâng kia pra chỉ nóng á, lì xeo bí sử dụng. Mà mình chẳng như pra chỉ kê giả sắp infinitive vẹp đà ở mộng. Nè. Anh ấy chỉ nóng này, đưa mong đang phô mạng xíu. Chỉ nóng rồi có dương phở đưa mong đế đi dàng phô mạng xíu của bạn đấy. Chia sẻ về infinity mong chân nít cô nóng trong cái thứ xây email chân trong cái kê xây mê dương thời thời chẳng mộng chỉ tôi tới này dương đạm mật sư mà đám nên dương đạm chung mô dương score có dương đạm chung mô máu ok tì bày ní dương xây xây tới gần ní chân kê khoát phải nông à tì bày nắng ná à chân là tì bày thoa nì mô thoa nắng cứ kê bà gọt ná sư ạ ní tèm sư
đăng tha kê tờ xế không ở dây bì ấy cứ xua bò rồi miễn tệ to nắng apartment tệ to nà apartment nắng nà bài an ấy cả đăng nà ok hai chị tu thay paper chop đôi mảnh miên cọc dài rồi mong bien à vu nà respect to us mong quý miên chờ nà men 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 đã cọc men 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 đã cọc dài rồi mong tập phần nắng mảnh nhất nà miên chờ nà cái miên respect to us mong vì miền à toàn đây vì miền non mẹ là nghe anh ấy nói anh ấy mẹ đấy na anh ấy giờ mấy nè nè ok nè cái đặt cọc giả lời mỏng cái email này thế cái đặt cọc giả lời mỏng ok anh ấy ông lấy mấy chữ khơi tên nào bắt được chị tự tới vì miền chị hoặc là chị ông vậy bộ ok lấy giờ là việc gì mẹ sao mà lại lên chị ông mượn việc gì mẹ ai đó bộ lại lên chị ông mượn mail mail nè anh ấy chia lẻ cái nào mail là cả nè nè A tham chiếu vào tí xem. Ok. Nó ngoài này ở đây. Chiều hồ mail. Làm chiều tự xế. Vì chị tôi tới cái xe ở nha. Tại giờ ai chăm đôi mảnh chân tên á. Chăm đôi mảnh chân tên á. Mình đây chờn tên vì mình tập phần năng tì. Ba xong rồi, ngồi nước xanh xe về đây. Ok. Ba xong rồi, xa phát xong rồi, chào xong. Nè, đàn hà ta. Ngọt đi. Nè, vợ. Cái gì em chưa xế, xế xế quán chưa xế bổng chủ khế, bổng chủ chẳng việc bị. Nó tại này chỉ liệt cả nạ, chỉ nế tê. Cắt tỏ. Nè, cái gì ta xế màu ấy, bổng chủ, nè, cọc dài lời màu. Nè, cái gì đạ màu ấy, nè, để nạ chẳng á, xóa. Nâng chỉ là biết format lại, nè, chỉ là biết format lại. Hay có đốt ok lấy cho mở điện anh ấy kì xe mò chân anh ấy chỉ program ta bông sao à chỉ tôi thơ ca thật xe mẹ cứ ghi thật xe chẳng ná, ghi thật xe bài chẳng. Nhưng thật, chỉ tôi thơ dân chăm bên năng sinh tớ, ná. Ná, cầu dài là món ở năng kia ta nhập nhỏ mẹn tên ná, hay biển ở vụ. Bồn chúa và chắc nhân dạy mà đam mà xíu, rồi có bồn chúa mà đam, bồn chúa mà xíu, rồi có bồn chúa dân nạ chú mô môn của bạn lệ. Ok. Chân là biếp xe mẹ bình năng. Và bạn thích vụ bởi xin chị ai mơ chẳng phê dương chỗ đó được chị A thư ná. A thư nâng miên là biếp xe letter format, xe email format á. Nâng miên này. Đó phê nâng chẳng xì chẳng rời ná. Ok. Đoán. Bông.
Alors, on va travailler sur la comparaison aujourd'hui. OK, la comparaison. Attends, ça va, qu'est-ce que c'est la comparaison? Qu'est-ce que c'est la comparaison? Oui, comparatif. Chẳng comparison, on lẽ chẳng mà là more beautiful, most, the best ấy học nâng nè. Chỉ biết sao lẽ tại prang nghe chỉ prang. Ta lấy gì mới từng học lẽ nè. Cái càng phơi lẽ, sắm án, tùy lý, xin tập lấy. Ang observe le phrase. Donc chaque phrase dit quel élément on compare. OK. Bao mà có mà. Les chambres d'hôtes sont aussi confortables que les hôtels et souvent moins cher. Les petits déjeuners sont meilleurs qu'à l'hôtel. OK, merci. Janrat B, la chambre. B, la chambre est plus chère que la chambre de Clofori. C'est Bon, chẳng merci. Chẳng những khi ta observe the phrase, chẳng những mở clear tầng ở nắng A, B, C. Hay đồng chaque phrase, nè, không clear ni mùi mùi nè. Dita que les éléments on compare. Ta kê ông kê compare, priếp thiếp A nâng A. Đôi chỉ clear ti mùi kê priếp thiếp A kê nâng A kê. Mực lý. Mơ. Kê priếp thiếp bật tục sát thà kia mà sợ. Gì kia nâng mơ? Les chambres d'hôtes. Les chambres d'hôtes, ok. Kê priếp thiếp chambres d'hôtes. Hay nâng ấy. Les chambres d'hôtes. Nâng ấy. Nâng les hôtels. Ok, les hôtels. Ok, okay. Chẳng kia ta, les chambres d'hôtes sont aussi confortables que les hôtels et souvent moins chers. Ok? Très bien. C'est tout. Chẳng là chambres d'hôtes hay nâng hôtels. Được tiếp mỗi cái này. Hay tiếp. Cho nên, les petits déjeuners sont meilleurs qu'à l'hôtel. Nâng cái priếp thiệp ấy. Cái priếp thiệp, les petits déjeuners. Ok, les petits déjeuners nè nè. Les petits déjeuners nè. L'hôtel, monsieur. Nâng l'hôtel. Thông ra, priếp thiệp về thời tầm miễn pi. Phía kì mà nè. Nà. Chẳng lì petit déjeuner nè hôtel hay nâng petit déjeuner nè nà tiếp. Les chambres d'hôtes.
Très bien. La chambre d'hôte. Né? OK. Très bien. Deuxième mot, phrase B. Cái biểu thiệp ấy nâng ấy. La chambre et la chambre. La chambre, chambre nana. Chambre nana. Bây giờ người ta xong tầng phí, bật tục tầng phí, ta đang bật tục một nơi này, nâng nơi này. Như thời gian đó, compare hay giống. Cứ như đó này, compare, priệp thiệp. Chẳng ai priệp thiệp bán tỏ tầm mình phí, sạc mà phí, là bỏ phí, mà nữ phí, mà này priệp thiệp bán. Mình chẳng ấy. Chẳng bây giờ người ta là xong khó. Chẳng là xong khó nơi này. Ai priệp thiệp chỉ muốn nâng là xong khó nơi này. La chambre, la chambre, always, la chambre du clos fleuri. Bây giờ sẽ đăng bổng la chambre du clos fleuri cho mỗi lần la chambre, bắt tay kịp ở la chambre những trang để ta chambre, nè, nè, nè. C'est clair, ha? C'est clair, et Jacques. Bien. Chẳng la chambre chez Clara et Jacques comparé. Et compare avec la chambre du clos fleuri. OK? Toi, nè, 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 OK. Je sais. Éléments. Quels éléments? Kịp tiếp tiếp ở đây là ngày C nào. Sát sáng con e sáng cơ thông. Thôi à. Mong sát sáng con hay là sáng cơ sang cơ thông. Nè. OK. Chứng toán lại nắng. Ở dưới là ta công ba cái giống với tôi tạm biệt vì bỏ pi. Nè. Và thậu pi. Mà được pi. Tùng vơ pi. Mà bị tiếp hiện mà. Ta dương cho mà đó cái xung B. Cái xung B nắng dương. Mà nó bị tiếp. Nhưng tại đó là vì miền lơ. Lơ. Bởi vì cái đấy là o chiến thông là lo chiến on chiến hai nắng xóa phiệp nè dân mơ sở nhá đắng ấy nè nè là superiorité nè mình này thầm ấy dân mơ sở nhá tới xóa l'inferiorité et l'égalité chẳng như mơ ta riêng les chambres d'hôtes hay nâng les hôtels ta nâng dây pí. Ça exprime la supériorité, l'infériorité du corps l'égalité du moment. L'égalité. Oui, monsieur. Je suis d'accord. L'égalité. Non, les petits déjeuners. Les petits déjeuners. Chambre d'hôte. Nâng nâng les petits déjeuners dans l'hôtel.
Anang sikit. Égalité. C'est quoi? Oui, monsieur. La supériorité. Ok, supériorité. Très bien. Ok. Bon. Tiens, ta chambre. Dans le Clara et Jacques. Là, tu m'as une chambre d'air. Peut-être là, clos, le riz. Alors, qui peut dire, hey. L'inférieurité, monsieur. L'inférieurité? Ouais, l'inférieurité? Supériorité. Oui, supériorité. Oui, monsieur. Ok, supériorité. Trong cái màu, nè, 7h50, dans 5h30. Anh ấy kể, chị ấy. Inferiorité. Khèn, inferiorité. Ok. Nhưng nhiều mới nè. Còn mà ta legalité, cái pra expression này. Để bị inferiorité, cái pra expression này. Aussi, monsieur. Et que aussi. Aussi que. Rien, aussi que. Mm-hmm. Cho, supériorité, que pareil. Plus que. Oui, plus que. Nhé, 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 cái cụ tỏ cái cao. Nhé. Aussi que l'égalité. Đó, plus que supériorité. Nè. Cho bà inférieurité. Nhưng mà không, nhưng mà không có lỡ nè. Mà mình sẽ lấy dân bình mà. Chẳng có lỡ à, plus cơ nó nghe kìa nè. Chị ấy. Superiorité. Ok. Très bien. Superiorité. Cho aussi nè. Nghe kìa. Anh nói cái legalité. 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 Chờ trong gọi cái chị ấy. Inferiority. Ok, inferiority. Chắc inferiority cái bài ấy. Cái bài ấy. Cái bài ấy. Mong cơ mà sợ. Ok, mong cơ. Ok, thầy ạ. Chắc như mơ cơ lớn á. Adjective. Ok. Nè, adjective complete nè. Chứng như mưa nè, confortable. Chị ấy. Adjective. Vì adjective. Cher. Adjective. Vì adjective. Chứ là nếu adjective. Nè, adjective đây. Ok. Bên tay vì miền rơi mạc nè. Đôi bia nè. Vì chơi mà bị nè. Nè, mà bị bia mô về. Càng tệ mù, càng tệ hot lỏ, càng tệ ẩn cỏ, càng tệ bad, nè, very bad, càng tệ khăn, dân bớt bia.
nè giờ gì muộn mù về nè toàn đấy bây giờ cái gì muộn mù về nè muộn mù về được gọi plus mù về nè à thì càng tệ mù về nè nhưng phải biết càng tệ bốn nhưng phải mày giờ cái okay. Okay, mean plus cơ để cơ nhé cái gì đấy cái mean plus cơ ấy mean plus mean plus cái thứ gì mà giờ đấy chính mà bị plus bốn và ta cái đây thì sẽ plus bốn cái bây giờ chạm lại năng môi từ nữa cái đây thì sẽ plus bốn và lại này là bài gì nữa chạm bây giờ này ok sao nhưng mà phải toàn này nắng mới sao à lâu chẳng vậy tha anh ấy lâu giờ mới khi họ le petit déjeuner sont những copy bóng này mày này bóng mày này thằng mày sao sao le petit déjeuner à lâu chưa vậy tha petit dé je n'ai est bon minute à match bon hộp chén mà sao thấy không mình chăng ấy mồ hộp nó chăng chắc bây giờ chăng vậy thắc căn tại chăng mồ hộp le petit déjeuner à l'hôtel est bon nên mình thấy việc cắt lắm breakfast nơi ở tại nó việc bồn và tại như trong gì thế le petit déjeuner ai au chambre d'hôte ai cần đặt ngắn mình phải biết plus bon mẹ nào giờ mình dễ chăng mày nói cái ông dạy plu bông chân tê chơi dân vô lại nè nghe sao á cái ông dạy plu bông tê kịp ở phía mai giờ bên cái lại nên kịp ở phía mai giờ ấy chân bàn chia lại cùng là sủng quá nữa cái thá và chân ở plu bông cái thời 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 xế mai giờ nè lại những con à sao không sẽ ok mình question comparison nó miên tiện nè anh ấy comparison đợi pra chúng mình adjective nó miên xây tiện chẳng ở chăm dương đo chăm dây và dương thẩm năng sân nè không ai vị nè bỏ dương dạp xây tiện bị ai to mà dương vị nè chẳng dương khơi nhờ khẳng cao nè bố compare the bố compare the person nè khơi lùm chơi nhảy chá mình mình được pi nè, the person ou the object, rồi gọi là bỏ pi, ông nói utilize de comparative, nè anh nghe ta de comparative, một à nè, nhưng phở là comparison, còn bán nhưng rồi gọi nhưng phở de rồi gọi le comparative, còn bán này, ok, chứ đầu tiên hỏi là comping em muốn share cái hotel, ok, nè à bỏ tòng camping nâng việt 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 thao chiến nè hotel nhưng mà chẳng là nhưng bởi dương từ từ kênh bỏ tòng từ camping nè việt việt thao chiến như những đấng này hotel mà dục ha sập lại nó sai sập lại ha sập lại camping nhưng tình tòng mãn nhà mà rồi nhưng mà rồi từ mà rồi hai nâng nhưng chẳng từ camping của mình đón các bạn phở ta ta đại nâng tới viêm ho nè anh nâng cái chẳng gì chẳng mé lút té lại plus công phục tạp phần tay cái thang lút té lại bia công phục tạp chiềng cười nhé bia bia miền pa sọc hiệp chiềng cười hả toàn này cái này nâng sao á ok viêm phong ạ ở đâu dương chẳng chưa chẳng đang tha dừng vô phần ná, công trình ná, nhưng thôi ra xì mở. Sẽ thôi ra xì này mở. Ok, nè. Complete les phrases avec des comparatifs. Attention à l'accord des adjectifs. Chẳng bà giá ná, accord des adjectifs. Nè,
đối với chị ăn chân nè, khởi nhé, bữa ti đê dân nê mai giờ miền S, đấy, công phong ta miền S, nó xa lý xóm đô tớ bồ vệ, anh em bây giá nè, nè, bây giá, nó xa ta ấy vì chị adjective, nè nè, bởi xin chị vì chị adjective, vì prai pro tớ tam niềm nè, chân bởi dương prai niềm chị phê mi năng, chân adjective nâng có thể chị phê mi năng đây, và bởi xin chị niềm nâng chị pro vệ, adjective có chị pro vệ là dân khương xèo nhé, nè, khởi nhé, lại đi, thế, nè, ok, chúng xa thử mở A, B, C, D, E nâng, mơ tam ở sân nhà nó, thử tam sân nhà kia nâng hóa, ok, sai minute đó, phèm đi tì. Xin lỗi mọi người. Ok, fini. Fini, monsieur. Ok, Thierry, bon. Commence, tu commences. Ma voiture est aussi rapide que ta voiture. Très bien, est aussi rapide que ta voiture. Ok, chẳng ngờ chưa được xe xe kẻ đúng không nè. É o si rapide cơ ta vào chuyện. B.
Mais le voyage en train est plus confortable que le voyage en bus. Le voyage en bus. Très bien. C'est? Oui, monsieur. C'est? Cette chambre est moins grande que? À mine que, oui. Bon, ça, j'ai mis une... Cette chambre est moins grande. Alors, là, nous, monsieur, nous, c'est un petit, c'est un petit. C'est un petit, c'est ça, non? Moins grand. Grand? T'as pas l'air? Grande, monsieur. Mm-hmm. Okay. Okay. Nhưng mà clear thằng nữ đó. Cái này nè chứ. Anh ấy mình cứ nè 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 nè. Ê su vong mong xe à mình cứ ấy cơ nhé. Nè. Chẳng ô mà tha chỉ tôi tới nó phê để dương dạy tiếp tiếp bà xin chỉ dương tiếp dương mà ta dương dạy đăng ta ô dương dương cục phương tình dạy thì bật tục ní hay nâng bật tục mùi tiệt nè mà ta dương từ 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 châu bật tục bòn dứa mà những tình trạng thấy dương từ mơ bật tục bòn dứa mà mơ bật tục dương hay dương dạy thang dương mơ bật tục bòn dương hai nè hay dương mà mơ bật tục ruột ấy dương dạy thang sẽ ta xóa mẹ muôn con được chân dương có chứa nè sắp có đơn này ta có bọt chứa dương bật tiếp chứa dương bật tục dương nâng bật tục rồi bò bòn dương hời nè anh nó không cạn đầy đá dựng đằng dựng dựng cái bông nè nè toàn đấy dựng đằng tha dựng cái bông tiếp tiếp ấy hay là ấy chân dựng bạch dễ mùi tiết của bạn này à bạch phở và dựng bạch dễ và dựng anh dễ dựng bạch phở cơ thì nè toàn đấy lại nắng sao á ok bây giờ một sẽ gọi nắng dựng ta bán ở trong khu tại ăn phê ha phê hi o yo y tế rồi mới gặp bạn đang không sao bạn xong rồi mình là vui xong rồi tiền xong rồi tiền vì mình chơi cái lại để dùng ăn pra cơ nắng dùng pra chụp phu tại ăn phê hi yo y tế rồi mới gặp bạn đang không bạn đang không đúng không mày chăm mày ta ăn phê hi yo y tế nong bạn đang super hi yo y tế nong egality đang không mong nè đang không mong hotel chơi vậy ta ở đông lạc Je suis entre mon ami et moi, je suis plus grand. Okay. Dương dương chân vậy vì mật thể dương này dương này nè có nghĩa je suis plus grand là nè tại vì dương trong phở cứ dương bạn về một ngày nè je suis plus grand que mon ami ok là chân đó chân mong ở đế đế qui D la salle de bain est plus petite que la chambre la salle de bain plus petite que ni encore déjà je suis plus petit plus petit eh. Petite. Petite. Ok, sao á? Nhưng phải dành á. Pour la salle de bain féminin, chẳng petit. Tại chưa féminin, tại petite. Ok, từ. Tòa nét xong rồi á. Sao á? Phải dành lại nâng á. Nè, dành lại nâng. Ok. Thôi bạn,
Dina, dans cette location. Dina, non. Chanrat. Oui, monsieur. Dans cette location, le petit déjeuner est plus meilleur pour ไอ้มายเออร์อัพพลัสเตนะเปียบยังเรียนให้นี่ๆตําให้นี่ๆบงติจิมายเออร์มันจังแม่นเด้โอเคให้พี่ปฏิบัติเด้นะหลายนี้ยึดหลายพลื้อเซซั่นไอ้มายเออร์หลายนี่เปียถ้าพลื้อนี่ เนี่ยพลุนั้นออดอันเอสเตนะยังอันเปอลุยบ้านไหนนะไอ้สรรพกรไปพลุออซีมองตัวนี้สวะเตบงไม่ใช่นั้นอะทําไมเยอะมั้ยอ่ะวิไม่เยอะตะปะนะไม่เยอะหรือปฏิเดชเนี่ยไม่เยอะให้ปองมาจ๋าไว้วิโดเจรุมวิโดโดยแต่เคลียร์นี่เต้นะโดยแต่เคลียร์ ชื่อสวีปลุยกรองยังไหนนั่งก่อนหน้าเวียมินเกอร์ออดอัดเกอร์ก่อนหน้านี้เวียมินปลุยกรองปะไต้ยังเห็นห้าให้มันจังไงออดจะเซปลุยบงได้เกิดจะเซมายเออร์นี่เฮ้ยอะไรนี่จะเซได้เนี่ยเลยปฏิเดชเนี่ยเราแต่บงเลยปฏิเดชเนี่ยโอชอมพอดต์ไอมายเออร์เฮ้ยอเมริกาปะ ยังดักเกอร์กับบ้านได้อัดไปยังตีนะยังดักเกอร์กับบ้านได้ปัตย์กิดดังตากระปงเปรียบเทียบอาเชปฏิเดชเนอร์ในชอมดอตจมูกในปฏิเดชเนอร์ในโลเทลนั่นเมื่อกี้ดังให้ยังบัดดักเกอร์ตีปัตย์บัตรเส้นยังกระทายังกระตุ้นไหนนะหรือก็บัตรยังกระทายโอเคยังดังเตยังจังเอาใช่ไหมยังเปิดเกอร์มาปัตย์เคยนี้กระดานเนี่ยดังเซตโลกาสิ่ง ในขนมบอลนั้นหรือปฏิเดชเนี่ยไม่เยอะยังเกิดดังไงขนมปฏิเดชเนี่ยในบอลนั้นคือไม่เยอะเปรียบเทียบจมูกหนึ่งปฏิเดชเนี่ยในดับบอลเซนเฮ้ยเก็บเปิดพิซซ่านั้นเกิดดังมั้งเกิดดังทางกระปงเปรียบเทียบจมูกปฏิเดชเนี่ยในดับบอลเซนเตียดไม่เนี่ยจังยังไม่ดักเกิดเต้โอเค มาเชลไลเมเยอร์นั่นเหมือนเมเยอร์ฮะให้มาเชลอเมเลอร์ปฏิเดชเนนเลอร์ปฏิเดชเนมาสกิลังตาพี่มาเชลจะลองเมอร์มกตักดงมาเชลโอเคโอเคปัตย์บัฟเฟ่มีนังไทม์เออร์นะไมเยอร์เหรอนะไมเยอร์เหรอบาสันเจอร์วิชิเฟ่มีนังยังไทม์เออร์มาไมเยอร์เหรอโอเคตอนนี้บงสวัสดีครับ บงอะไรยังประชอบทำนั่งจำมือเชื่อนำพยานลมหายใจตรงกลมปลาได้ตรงนะโอเคไปเอายิงเธอประธานเตียดสวัสดีโอเคขอบคุณสกินซอฟต์อินเซอร์โอเคขอบคุณมาเชื่อซัมซุงไว้มาดีคอมฟอร์ตับเหรอนะเปลี่ยนนั่งบ้านต่างปีเพดมันมาเชื่อ กงฟอร์ตามเลยวีต่างปีเพศอเมนแปรโปรเลยนะโอ้ยยังจะน้ำเธอวีเมนเออเซนเจียเวียตมีเมนเออเสียบเจนมาเปลี่ยนนั่งวีเมนเออเสียบให้อาชิตี้เนี่ยนะจังเออเธอฟิล์มนั่งบ่ายไทม์เออทีเต้นะโอเคฮายสกินซอสฮายบงวีมเซ OK, chẳng phần nắng. Merci. Bonsoir à tout le monde. À demain. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonsoir. À demain.